Ủa, cao ta hả? Wow. Chị về lâu chưa? Dạ, về qua chưa? Ở đây hả? Chỗ xuống giống Vinh Lâm. Chị Vinh Lâm. Ở mắt, ở mắt. Cho khán giả. Nói chung là cậu được. Chị hỏi, chị tưởng nghe chị nghe chị nhìn giống anh Bảo Trung. Cháu anh Bảo Trung nhìn giống hệt anh Bảo Trung luôn. À, đây nè, nó không? Dạ. Dạ. Mà nhìn chị nhìn giống hệt không? Dạ. Dạ ghiền lắm. Dạ, dạ. Nhất là được gặp mà các cô bác chú dạ. Mà ông đi trước đó. Dạ. À, là cái tự nhiên nhất là có nó có động lực giống như là mấy cô chú là những người thầy vậy đó. Dạ. Cho nên là cũng có động lực. Dạ. Mấy đường mấy con chiếc nối là rất là mừng. Dạ. Con yêu cái nghề. Dạ, yêu nó mới được, phải yêu nó. Cái nghề nó dễ thương lắm. Được, không được. Là mấy bốn có nói là đi hát trước nha, chứ đừng có đi trước. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ quý bà cô bác thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Việt Dương chuẩn bị bắt đầu á, xin được kính mời bà con bác mình cùng ổn định chỗ ngồi để chương trình được diễn ra. Cảm ơn bà con bác rất nhiều ạ. Đêm nhạc chuẩn bị diễn ra, âm thanh ánh sáng bên nhạc, máy quay live stream. Có nhà có cửa đi ra từ nhà có cửa rồi chứ. Dạ quý bà con cô bác thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Việt Dương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với Hội quán Ngôi Sao Việt Dương tổ chức với sự tài trợ của Kim Khiết Trang Sức Kim Cương và Anna Đen Hồ. Anna Đen Hồ xin được phép bắt đầu ạ. Chỉ trong băng đĩa thì anh Tư Thiện ở hội quán mời về hội quán hết ạ. Dạ. Bữa giờ là mời cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. À, dạ rồi, rồi bây giờ quý bà con bác thân mến, tuần tới đêm nhạc của Ngôi Sao Việt Dương ngày 13 tháng 7 2024
sẽ có những nghệ sĩ mà cũng ca sĩ mà ông bác yêu mến, và Dung Giang Dung Dẻ sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác. Dạ, quý bà con cô bác chờ chút nha, Dung đi lấy cái tát đây nha. Không thuộc bài như trên. Dạ, bà con bác thân mến, tuần sau thì sẽ có sự tham gia của ca sĩ Quỳnh Trang cùng với lại ca sĩ Ngọc Phụng, là hai bạn cũng được bà con bác rất là yêu mến. Rồi nhóm hài của anh Thanh Bắc, rồi nghệ sĩ Linh Cảnh, dạ, rồi nghệ sĩ Hồng Vân, dạ, cùng với lại nghệ sĩ Hồng Vân cải lương nha bạn bác, chứ không phải là nghệ sĩ Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân hài, dạ, và ca sĩ Đặng Tiến Đồng, dạ, tôi cũng đang mời thêm, và hy vọng bạn bác tuần sau bạn bác có thời gian thì đến đêm nhạc để thưởng thức ha. Dạ, dạ, cảm ơn quý bà con cô bác, và Dung cũng trong cái quá trình học tập cũng như là hỗ trợ anh Thương dẫn chương trình, đôi khi nó cũng có những cái sơ suất và có những cái hơi quên, nó mong quý bà con cô bác yêu thương ạ. Dạ. Dạ. Dễ thương, dễ thương. Dạ. Ở sân khấu của hội quán ở sân biệt trường là tất cả được con du di hết, được bỏ qua hết. Dạ, cảm ơn bạn bác rất nhiều luôn. Dạ, dạ. Nên là con Dung mới có cơ hội để dẫn chương trình chứ là dễ gì gì. Dạ. Mà nói chuyện chấp chấp. Nói chuyện chấp chấp mà dễ thương. Không, nhớ là cái thời nghe đĩa đó. Hồi xưa mà không coi đĩa đó, cho nên chấp chấp chấp. Giờ mới nghe, nó chấp mà mới nhớ là cái thời nghe đĩa. À. Dạ đúng rồi chị.